À, con xin chào cô chú. Hôm nay thì trong vườn con có nở ra cái bông này thì con sẽ làm cái clip ngắn này lên cho cô chú cùng ngắm ạ. Cây này thì chắc thực sự thì chắc là ít người biết về nó. Cây này là cây hoàng thảo đuôi công nha công chú. Cái chữ công ở đây có một số người con thấy đọc nó là công. Công á, công thẳng á. Còn một số người thì con lại thấy gọi nó là đuôi công. Công là con công á. Còn cây và hoa của nó thì như thế này. Nó ra một chùm như vậy này cô chú. Có một số người nhầm lẫn cây này với lại cây hoàng thảo tích tụ nha cô chú. Cây tích tụ thì nó đuôi đuôi nó không công như vậy. Đây. Đuôi nó đây là cái đuôi nó này. Đây là một cái hoa của nó. Đó. Và đuôi của nó thì không công hơn. Và hoa của nó nhợt hơn nha cô chú. Nó nhợt hơn cái cây tích tụ này, à, cây đuôi công này. Cây của nó thì đây để con lấy xuống rồi. Cây của nó lá đỏ đỏ vậy này cô chú. Kiếm chỗ nào treo. Ủa mấy bữa nay trong con mưa quá, mưa kinh khủng luôn. Lại sắp có cơn mưa tới rồi. Nó chỉ tạnh được một tí, xong nó lại mưa một tí, xong nó lại tạnh một tí, xong nó lại mưa một tí. Khổ lắm. Đây. Hoa của nó thì mọc ra một cành dài vậy thôi, ở dưới có một chùm vậy. Nhưng mà nói chung cũng khá đẹp ấy ạ. Không phải là xấu đâu. Màu nổi. Hoa thì tuy nhỏ đấy nhưng mà một chùm này thì cũng to. Và không có mùi nha cô chú. Đây, cái cành tơ năm nay thì con thấy nó dài ra được. Dài ra vài khá rồi á. Nhưng mà không biết có hoa dày không. Cái này là bị cái con quỷ gì nó ăn lá. Ở trên này trên cao thì con cũng chả lên đây con xịt thuốc cho nó ăn lá như này. Con xanh xanh mà thân thân nhìn nó như cái con mọt mà nó khủng nó lớn hơn. Thân của nó xanh 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 nó cứ ăn lá vậy. Ăn tùm lum hết á mà hả đụng tới nó một cái là nó rớt mất tiêu à. Độc vậy chứ nó bay được con đó. Đây này. Cái thân non của nó này cô chú nhìn tím đẹp lắm. Cái này thì ít thôi, cũng chả thấy ai chơi. Và ngày xưa cái này con mua của một số người đồng bào ở trên con á, người ta đi lấy về được vài ba cây, với lại con cũng đi bóc được vài ba cây ở vùng Di Linh Lâm Đồng của cô chú. Này hoa nó, cái điện thoại này nói chung là nhìn nó không có đẹp, ở ngoài nó tím hơn á. Cái điện thoại này của con quay lên với lại chụp hình nó không có tím. Đấy, đây là con có một bụi để làm giống vậy thôi. Ở trên này là con treo mọi thứ bụi chơi chơi vậy. Sắp tới thì sắp tới mùa phi đi vàng rồi cô chú ạ. Phi đi vàng của con đây. Bộ này của con thì đây là đây này, đây là ngang ngực con. Còn cái đầu này thì nó sát chân luôn rồi. Nó dài chắc cũng khoảng mét hơn mét á. Nụ này cô chú. Phi đi vàng thì ở trong con nụ lại không sai bằng ở ngoài Bắc. Ngoài Bắc là xứ của nó. Rất là sai, con thân dài nhưng mà chỉ được hoa chỉ được tới đây thôi. Cái này đợi vài bữa nữa có hoa rồi con sẽ làm quay lên cho cô chú cùng ngắm. Đây. Cái này có một cái là nó khi nó có hoa nó vẫn không rụng lá nha cô chú. Nhìn đã. Ủa cái này sai nè. Cái này hơi bị sai luôn á. Bông từ tít trên này. Thực ra thì cũng không sai đâu, nó sai so với những cành khác thôi. Còn cành của nó thì gốc của nó tít trên này lận. Bông ra được nữa. Này, nhú hết luôn. Nhìn rất là đã.
Đây là nguyên bụi của nó, nguyên bụi phi đi vàng. Bên này con còn một bụi nữa, bụi này thì con không có trồng chậu, bụi này thì con trồng giớn. Đây, con đang nhú lên hết, trồng xung quanh cái cục giớn. Ui, nắng rồi. Cái vườn này của con trên cao nó còn đỡ nha cô chú. Cái vườn ở dưới con mưa bữa giờ nó thúi tùm lum hết, mà không xịt thuốc được luôn. Tạnh được xíu nó lại mưa. Mấy bữa thì bụi này nó nở hoa, con quay lên cho cô chú cùng ngắm nha. Chắc là đẹp đấy, bởi vì nó nhiều. Thường cái gì nhiều nó cũng đẹp. Bên này có cây môi tua. Cây này thì con mới bóc ra, con ghép vào cái cây nhựa này. Nhựa con khoan lỗ xong rồi con ghép vô nên nó còn thưa lắm. Đây này, đây những cái này sau này mới đẹp nè, mầm này. Cái mầm này mới lên thì rễ nó mới ra, nó bám nè cô chú. Đó. Nhìn đã lắm. Không biết bám nổi không. Đây, đây là kiều môi tua. Hoa khá đẹp. Loen ngoe vài cái. Lạ đúng không cô chú? Nhìn hơi lạ. Này bữa nào rảnh phải bỏ hết mấy cái kỳ này bám vô trong chứ, để ngoài vài bữa nó không có phát được. Ở chỗ này còn ít leo lên nên cũng không có chăm sóc nó kỹ lắm. Mà nhìn nó ra những cái này là thấy sướng rồi. Mầm tu tủ quá. Cái này là cái đãi thảo. Còn đang đi đọt nữa. Nhìn rất là đã. Mà hình như cái này là đãi thảo của Gia Lai Kon Tum vậy đó. Nở hè, không phải nở xuân. À bữa trước con thấy cái đâu rồi? Cái giò chầm, có cái chầm bự lắm. Để con sẵn đây quay cho. Đây kia. Cô chú nhìn cái chầm giò nó mập không? Cái cây này, cái sắt này là không biết phi bao nhiêu, nhìn như phi 21, phi 12 gì á. Mà cái chầm nhìn nó xem xem cái sắt luôn. Nhìn rất là kinh khủng. Cái đó còn treo ở tầng dưới. Dạ rồi, con xin chào cô chú ạ. Con hẹn cô chú trong những clip đợt sau. Có những cái hoa gì đẹp thì con quay lên cho cô chú cùng xem. Bên này lông tu thì như rau muống đây, nguyên bãi. Còn cái bông này nữa cô chú. Sẵn đây con quay luôn cho cô chú xem nhé. Đợi con xíu. Nó hơi là phức tạp cái chỗ này. Đây. Bông này là một cây hồ điệp. Hồ điệp ấn, hồ điệp gì ấy. Nói chung là ngày xưa con mua ở trên mạng. Bây giờ nó ra bông đây, cây của nó đây và bông nó đây. Cái này con nghĩ là có thể do con trồng xấu nên hoa của nó chưa có được dài á cô chú. Đây này, nếu mà hoa nó dài ra thì rất là đẹp. Đây. Một cành hoa của nó được có hai nụ à. Mà nó mọc không đây, đây là đúng cái chiều của nó. Cũng khá là to, hoa cứng dày. Thơm luôn. Ù thơm. Thơm ngọt luôn, thơm mùi gì á, thơm lắm. Con không biết tên cây này. Nói trong ngày xưa chơi thì sưu tầm nhiều lắm. Vườn con thì rất là nhiều cây luôn á, nhiều loại. Nhìn đẹp phải không cô chú? Bên này có cái nụ nữa nè, đang ra. Chậu này có hai cây à. Đây. Nhìn nó xấu xấu bẩn bẩn vậy thôi. Thơm, đã thơm lắm. Với lại bên này, bên này nữa, bên này còn có một chậu cát. Trong cái lô này là lô cát sổ của con để lại đây.
này là dây cáp, dây cáp của bên bưu điện đó. Cáp mạng. Nếu mà cô chú nào không biết sợi cái này giật, chứ thực ra cái này nó không có điện nha cô chú, nó có điện nó chỉ có sợi này nè, cái sợi vàng vàng đen đen này, sợi này là sợi điện đường. Điện đường thì tối người ta bật, tối người ta bật thì người ta mới có điện ở đây, chứ còn ban ngày thì chỉ có điện ở nơi khác nó truyền vào thôi, chứ bình thường nó không có điện. Tại cái cáp của VN này trụ là trụ riêng mà, đâu có liên quan tới trụ điện đâu. Trụ điện là bên kia đường, bên này đường, bên này đường là dây, đường dây cáp. Bên này là có một cây cây cát la da. Đâu rồi? Đây, ở ngoài này con treo dài lắm. Tại cát này của con để lại sổ thôi. Sau đợt này chắc con cũng thanh lý bớt. Đây nè, tất cả những chậu cát này nè cô chú, con trồng vô đây thì cũng được mấy tháng rồi, nửa năm rồi, hơn nửa năm rồi. Nè, nó bám rễ ra ngoài hết rồi, nhưng mà nói chung là nó chưa đẹp. Sau đợt, sau cái đợt mưa này nắng nắng lên nó khô khô, chậu nó nhẹ nhẹ bớt, con thanh lý bớt cái lô này cho nó đỡ chật đi. Đây, đây có một chậu. Cái chậu này đều là cát sổ hết nha cô chú. Cát sổ đợt con bán chắc cô chú cũng biết rồi, khá là đẹp đấy. Sổ thì sổ chứ, nhưng mà có hoa xấu hoa đẹp, mà cát thì hoa xấu là ít đâu, không ít, không có đẹp, không nhiều đâu. Đây, để con treo thấp xuống rồi cho cô chú xem hoa đây. To, không có mùi, cây này lại không có mùi ạ. Đẹp à? Để con đem vào nhà trò giò này trưng. Con thấy cát này chơi được chứ mà sao nhiều người lại chê nha. Có thể vì nó không phải là lan rừng, mà trước khi chơi lan rừng thì người ta chơi cát này chứ chơi gì. Cát này ngày xưa cũng có giá trị lắm, hồi thời con nhỏ 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 con thấy những người chơi trước họ đã chơi những cái dòng công nghiệp này rồi, màu rất là nổi. Mà không, con nghĩ cái này là đẹp chứ đâu có đến nổi xấu đâu. Vậy mà chê, chậu có 100 mấy à. Nó cái bông này cũng cũng đáng đồng tiền bát gạo ấy chứ. Không biết ở trong này còn cây nào đang nở nữa không. Cát sổ này nó sổ nhiều loại đúng không cô chú, nó lai các kiểu luôn á, nó ra, nó lai những cái đẹp của nhau, nó ra bông đẹp lắm. Có một số cây thơm mà nó màu nó rất là đặc biệt. À, dưới này có một chậu, chậu này long nhãn chắc phải mười mấy đầu. Tu tủ cái này con treo đây mục đích là để chống lang tặc, những đứa mà nghiện ngập nó hay ăn trộm thì nó vô nó thấy bụi này là sách đầu tiên, cực kỳ hoành tráng luôn. To lên dài đẹp lắm. Nói chung mấy cái này treo ở ngoài sợ ở trong con mấy cái tệ nạn đó ghê lắm. Lan giò lan mấy chục triệu nó sách hồi nào không hay, cứ lâu lâu lại nghe nhà của ai đó mất một giò lan mười mấy triệu, hoặc là nó vô nó vét vườn mất mười mấy, 20 triệu, 30-40 triệu bình thường luôn. Đây nè, còn đây là một cái cây, mà cái cây hình thức cây của nó thì nhìn như cây ngọc điểm á chú. Hồi xưa con mua đây nè, rất là đẹp luôn. Con mua của đồng bào thì họ kêu là ngọc điểm rừng. Ok, mình thấy cây đẹp mình cũng mua. Về ra cái hoa đây, cô chú nghĩ cái cành hoa này vào đây là cái nụ nữa nè. Nó còn nó nhỏ như con ruồi giấm vậy. Thế là con ghép hết vào một chậu to thế này. Và nếu mà nó ra hoa đồng loạt một lượt thì nghĩ nó cũng đẹp đây. Tuy hoa nó nhỏ mà lại được cái nó sai ạ. Nè, hoa tí xíu. Đây cũng là một loại lan. Nói chung là sưu tập cho có trong vườn thôi. Vậy là chắc hết rồi á. Hết hoa nở rồi. Còn những cái cây cây mà tào lao với đào con gom hết thành một cái cây cây nhựa. Cây này chắc phải nguyên cây nó con mua về 5m hay 4m gì ạ. 4m. Con ghép hết vô luôn từ trên xuống dưới, cái vớ vẩn thế mà cũng sống, không phân thuốc tưới tắm hết. Đây nó cứ vậy nó ra rễ thôi. Hoa lan mà cây này là hoa lan là nó là phụ sinh chứ không phải ký sinh nha cô chú. Nó chỉ bám lên những cái cây trong rừng và nó
không hút chất gì của cái cây đó cả, nó chỉ hít khí khí trời rồi nước này nọ một ít thôi là nó sống thôi. Nên trồng lan nhiều khi phức tạp quá, những cây mình vứt lăn lóc thì nó lại không chết, những cây mà trồng kỹ thì nó lại chết. Đây, đem bộ cát này xuống chơi. Đẹp. Gió. Dạ rồi, con xin chào cô chú ạ.